Xin chào cả nhà nha. Thì chiều hôm nay mấy cậu với lại mấy chú mình rảnh cho nên là làm mấy món để sương sương buổi chiều. Ở đây thì có cá chạch lấu, còn phía bên đây thì có cá lau kiến. Con này mới lâu muốn lai rồi nè. Lai hả? Muốn lai cá chạch quế. Là cái nó bông hơn nha chú. Con này mới lấu thiệt mình nè. Trời quá dữ. Con này quá bự rồi. Quá dữ. Nó khủng khiếp, giống như rắn vậy ha. Nặng đực à. Dạ. Bây giờ mình thống nhất là làm mấy món này chú hai. Giờ làm hai món hoặc ba món anh ba. Anh nốt mình. Thì giờ một món nướng mỡ hành. Món nướng như là món nấu mẻ đi. Nấu mẻ. Nấu mẻ có rau rồi đó. Dạ, cậu Út đảm nhiệm món nấu mẻ ha. Chuyên nghiệp mà. Vậy mình làm hai món đó đi thôi. Còn cá lẩu kiến mình nướng chui nữa là được rồi. Rồi bây giờ mình bắt đầu ha. Muối. Cá này muốn làm sạch nhớ thì mình để chanh với lại muối ha chú hai. Ừ. Đâu chanh nó trơn rồi. Rớt xuống hai trái rồi. Để muối vô cái đó. Dễ dữ không? Thôi quá. Quá là mình để vô cái thùng để vô thao là nãy giờ vậy hết trơn rồi. Đó mà thao nhảy dần dữ lắm thế sao lụm. Nhảy qua cái rồi nó mất. Rồi được rồi, khỏi đậy nữa, nó không nhảy nữa đâu. Nặng chanh vô cái đó. Thêm muối đi. Đúng rồi. Nặng chanh vô luôn, nặng chanh vô. Tẩy chanh luôn rồi không? Ồ nó lên cái bận trắng hả chú hai? Ừ, nhớt nhớt nó ra hết nhớt. Ồ dễ dữ thiệt. Chưa đông nó chưa đủ độ nó đâu. Hầu nó mới được. Đánh con trứng lại đi con với lưng bằng cho. Anh lấy giờ qua chỗ này cổng nè. Đúng rồi. Đưa cho nó dục vô đây thôi chắc gục. Vụ cái là cô Tư là hơi bị mệt đó nha. Lậu mò hút kịp luôn á. Vậy là phần cá chạch này mình làm như vậy là nó sạch hả chú hai? Rồi sạch rồi đó. Nghĩa là sạch nhớt rồi ha. Ừ nó đâu còn nhớt đâu. Dạ. Nắm con cá nãy nắm đâu được. Vậy nó còn nhớt con cá sống cũng con nắm cũng không có nhớt nữa. Dạ. Vậy là rồi chứ còn ấy sạch ra cái chất ba chảy này ra cá cứ ngắt ăn đâu được. Không ngon lành chứ. Thì ra là vậy ha. Con cá này đặc biệt nếu mình mà làm chốc dãy nó ra thì nó hơi cứng cho nên ăn không ngon. Cứng ăn không ngon. Vậy nè. Vậy là mình ăn ngon là trên miền Tây mà ăn vậy nè. Vậy là con cá này không cần phải mua bụng. Tại vì chú hai gọng cái này đã gọng qua đêm sạch rồi. Dạ. Rồi vậy đi. Bây giờ mình phân loại ra cái nào nướng nướng còn cái nào mà mình nấu lẩu nấu lẩu. Rồi được rồi. Ít thôi. Nướng được rồi. Ừ. À, lẩu ba con ha. Ừ, lẩu ba con được rồi. Đủ không? Được rồi. Không còn nữa đi. Mình nhiều món rồi. Còn nữa đi. Còn phần bên đây thì một chia làm hai, nướng mỡ hành với lại nướng mồi. Phía trong đây thì cậu Út đang chuẩn bị nấu... Nấu mẻ như cá chạch lấu á. Còn phía trong đây thì thím hai đang đâm muối ớt. Chào thím hai. Thím hai chào khán giả cái đi. Chú hai, chú năm với lại cậu Tư thì bên đây đang uống trà. Hôm nay rước đầu bếp ở trên bờ xuống được ha chú hai. Chút nữa chú hai ăn rồi cho đánh giá đầu bếp trên bờ làm sao nha. lâu đổ đầu bếp rồi chứ để đầu bếp lưng cũng ăn nấu hoài ăn cũng cái mùi gió cũng vậy con qua wow. Rồi được rồi chú năm mới nói về mày nè. Ngồi ngồi trên gió được luôn rồi ngồi gió dưới đây. Cậu Út sẽ cho cơm mẻ vô để mình được lấy cái nước cốt cho mẹ. Không giới thiệu phụ bếp nha. À quên nữa. Anh đang lại tiếp tục làm phụ bếp. Cái con cá đó thì mình không cần phải xào hay là chế tỏi gì hả? Không, cá đó lát nữa cái nước này mình ấy xong rồi cái mình thả vô luôn. Nếu mà ấy mỡ á, mình thử mỡ hay là mình chiên sơ qua thì con cá nó cứng lại đi. Dạ. Nó không mềm. Dạ. Nó cho nên là lát nữa mình đây mình thả trực tiếp vô luôn. Dạ. Trực tiếp vô nồi nước. Chứ mình không có khử mỡ. Mình khử mỡ hoặc mình nướng sơ thì cá nó cứng cá lại ha. Cá lại. Dạ. Cá chạch thì vậy. Cho nên là có nghĩa là nước trong đây sôi thì mình sẽ để con cá vô. Đúng rồi. Dạ. Cho con cá nó mềm. Dạ. Khỏi cần sôi cũng được. Dạ. Tại vì mình ấy vô lát là nó sẽ chín đi. Đây là uống nước trà bằng khô ba lô kiến. Này chắc chỉ có miền Tây mới uống nước trà bằng khô. Còn thường người thường ta uống nước trà ăn bánh ngọt không à. Mà mình ở đây mình uống nước trà ăn khô. Trẻ cầm hai anh phơi vậy nó không bụng trứng giữa. Chúng phơi mà không trúng nắng nữa. Nó dày quá. Dạ. Nó tròn nó dày. Cái này muốn nước trà vậy là cái mà uống nước trà cái trà không no luôn bây giờ. No. No luôn á. Nước mặn mặn nước hoài.
Cái này mình giống như ăn lẩu cá kèo ha anh em. Sợ nó dậy cái mình phải đầy nắp lại. Chết hết rồi. Có con đó thì nó sẽ hơi bị mạnh. Wow. Cái này sắp xong rồi nha Út Lưng. Cái này khoảng chút xíu nó cũng xong rồi. Nó biết nữa. Nước không à con, nước không à, nước với hành. Cô này nó không mau khô lắm. Cô này theo như bữa là nó là con để trên môi này là một nắng một là khô. Dạ ăn được ha. Nước lên là không có. Một nắng là khô ha. À, dạ. Một nắng thì ăn nó ngon. Mà nó mà ngặt cái nó hao lắm nha, nó bự bự vậy ha. Là 3 kg còn 1 kg. Mà hơi nhỏ vậy ha. Là 4 kg. Còn 1 kg à. Gần Tết anh biết gần Tết là người ta điện người ta đặt. Điện đặt khô này nè. Chứ cá lóc chết rồi đó. Cái mình làm con dao cho người ta làm dao vậy. Lúc dạ. Mát lắm à. Mưa lớn rồi. Trời chắc mưa lớn quá. Không lớn không. Cá thơm quá rồi Út Lưng ơi. Vàng lắm rồi. Bán hành lên cái đó. Bây giờ phụ bếp sẽ nêm lại. Có thiếu gì không? Thấy chút dừa rồi. Mấy con màu vàng lên là cho nó khô khô chút xíu nữa là chín rồi ha Út Lưng. Là chín để qua bên. Dạ. Thấy nó vàng quá nó khô không ngon. Chín thôi. Là con cá chạch nướng lên nhìn đẹp hết cậu chín. Đúng rồi nó vàng. Thơm quá, rồi dưới gió thơm quá. Cá này cũng đã chín tới rồi đó. Giờ mình thể vô tí rau. Nhưng mà lát ăn nữa mình cũng phải chừa lại mớ đặng lát nữa mình ăn cái mình để rau vô thêm. Dạ. Cái này chủ yếu mình trong đây là Út nêm nếm là vừa ăn hết rồi ha. Đúng rồi. Dạ, trong đây thì có muối, đường, bột ngọt. Có nước mắm không? Không, hồi nãy. Dạ, chỉ có muối, đường, bột ngọt thôi. Có nước mắm cũng được thôi. Nhưng mà nãy mình để muối nó vừa ăn rồi cho nên mình không có để nước mắm vô thêm. Dạ. Với canh chua để mắm vô thì nó chua thêm, đậm đà thêm chứ không gì, nhưng mà nó cầm cốt. Nhưng mà nãy mình để muối hơi nhiều tí rồi cái nó vừa ăn luôn. Dạ. Anh này rước đầu bếp trồng mít xuống đó nghe cả nhà. Nấu ăn này tôi không nấu. Giống như cậu Tư nói bữa nay nhóm cá lòng tông tép đồng thì xuống nhóm cá sông. Vậy là bây giờ mình sẽ đợi con cá cho mềm rồi mình sẽ múc ra cái dĩa này. Rồi. Dạ. Sắn ra ha, chừng nào ăn thì đúng vô đấu cái là mình gấp. Rồi. Lấy cái muỗng sắn ra dạ. Khúc nào ăn khúc. Sắn nước không sắn sợ cứng quá nha. Đếp. Chơi cá bự lắm á. Rồi ăn cái lẩu để vô cái mình nhúng lại mình ăn cho nó nóng. Dạ. Có cần ăn thử con không Út Lưng? Chắc bây giờ cậu Út sẽ để vô đây một miếng mỡ hành nữa cả nhà cho thơm ha. Cho thơm, ngon lắm. Đó, nó vàng vàng lên. Quả trứng ha. Con nghĩ là cái này lấy đũa mà mình ở gì lấy muỗng mình chận là đứt rồi. Mềm đây. Bây giờ chú Hai sẽ quét mỡ hành vô cá chạch nha cả nhà. Cho nó thơm với lại nó bóng con cá nữa ha chú Hai. Ừ. Rút chuột. Dạ. Còn con nào nướng mồi thì để hồi riêng bên kia mình nướng mồi sao? Còn đây là nướng mỡ hành. Có cần quét con cá lâu ký không chú Hai? Không. Dãy không còn quét luôn. Thơm quá chú Hai. Chú cháu mình là quá thơm không bích luôn rồi đó chú Hai. Nên là con còn gì bằng. Cá chạch có mỡ rồi còn thêm mỡ hành tí nữa hả? Vừa lẫn hử thôi không có uống được. Người ta quay heo quay đồ nó cũng phải sơm vậy mới thấm vô thịt. Cá mình làm mình cũng phải sơm. Vậy đó. Nói đúng ra làm vậy ha cả nhà, nếu mà có dùng thì xuống ghe chú Hai làm ha, chú Hai làm mời cả nhà nhậu ăn bữa. Vàng như là chín chưa chú Hai? Chín rồi. Mình để mỡ hành vô cái là rồi đó. Dạ. Còn hồi cái mình để trên cái bếp nhỏ lên rảnh cái đầu mình ăn nóng cái mình hâm lại, nhậu cái mình để. Em muốn nóng thì để lên bếp xíu nữa ha. Đúng rồi. Dạ. Nhiều.
giờ chào cả nhà, hai chiều mấy anh em cũng làm mấy món làm lương xương chơi, bây giờ cũng mời cả nhà luôn ha. Dạ. Rồi xin mời cả nhà luôn nha. Một, hai, ba, vô. Hai cái. Vô mời đi cậu. Rồi bây giờ mình dùng thế tự nhiên ha. Bây giờ để em cho anh Út. Cái nữa là bó tay luôn á. Cá bây giờ là quá thơm rồi. Gấp gì ông ba luôn. Ra anh ba đưa chén anh ba. Được rồi, để đưa cái chén này coi. Ông ba tự nhiên đổ chén. Còn hoài ha. Rồi. Cái này mà mặn không? Không. Ba ly chấm luôn mà. Ba ly. Ba ly. Ba ly qua đây rồi. Dẻ đùm trứng nữa cho anh. Quá bự rồi. Có gì dẻ cho cậu chín luôn. Đúng rồi. Đấy. Đừng quên con. Anh nướng ngoài kia tội nghiệp anh. Tôi tự nhận cho anh thôi. Mặn à. Rồi con cảm ơn chú. Để lại đi, để lại đi. Cá quá chín luôn. Chi chốc lên. Cái này là cậu Út, cái này là mấy ly với cậu Út, tại vì có trứng nữa kìa. Cái đó trứng rồi, từ 2 ly chứ lên. Dạ. Béo quá. Béo không cậu Chính. Bây giờ cậu Út ăn ha, cậu Tư ăn cái rồi cho cảm nhận đi. Đi ra để thưởng thức cá. Để nó giống rồi. Quá chú Hai để khu cá dữ quá. Này mình đâu tước để gì luôn đó. Tước rồi. Tước mình. Để lại vô đi, mình để lại vô đi, ăn gấp vô chén là dễ hơn. Lâu lắm rồi không có ăn cái chạch lấu. Có cái chạch thường thì có ăn. Lâu rồi, nhớ hồi lúc trước như bà già đi chợ á, phải ăn cái chạch lấu lắm. Về bà khôi lạng, trời ăn nhớ hoài luôn đó, nhưng mà giờ này mới ăn lại đó. 11 anh xuống ga em là có cái chạch lấu ăn hoài vậy đó. Dũng đi anh ba. Rồi. Chính. Đây rồi. Ở đây thì mình có rau bông điên điển nè, rau tây tượng, rồi bông súng, lá sen, với lại chuối cây, bắp chuối, với lại rau thơm. Do ở dưới ghe không có đủ điều kiện chén dĩa cho nên là mấy chú cháu mình, mấy cậu cháu mình sẽ đựng bằng lá chuối ở dưới nha cả nhà. Rồi, chú Năm vô đi, chú Năm. Dạ. Bây giờ để cái nào đây, chú cây đi. Dạ. Chú cây này sắt cũng muốn mỏng thì mình để vô là mới vô là chút xíu gấp ăn được. Chú cây này bắp chuối cũng vậy luôn. Đưa bà đâu bà? Không thì con nướng hết luôn, cho chín hết luôn. À nướng chín hết rồi mình để xuống lượng. Bà bơ gặp thơm giờ luôn. Dạ. Được không ạ Út Lưng? Tuyệt vời. Cậu Chính ăn miếng cá chạch cảm thấy nó béo không cậu Chính? Cái đặc số 1. Nói chứ giờ mình cái tập này mình phải bóc bằng tay nút à. Từ từ. Giờ em đút anh miếng à. Có đâu chưa xong. Béo quá. Ngọt không à? Ủa. Ba. Thứ hai à. Vô miếng rồi. Con chuẩn bị luôn rồi chứ ha. Bên đây có rồi. Bên kia có rồi, bên kia có rồi. Ở đây tự nhiên đi chú Hai ơi. Đây có rồi. Anh Xui. Đây có nè. Thế sao chú Hai, cảm ơn mẹ ngon. Nấu vừa ăn không? Ngon. Đầu bếp trên trời đó. Giờ đâu mà ăn phải bạo bạo vậy nè. Hồi nãy ăn luôn cái ruột trực tiếp vậy luôn hả chú Hai? Trực tiếp luôn. Dạ. Đòi thử mở, nhưng mà thử mở vô cá nó cứng lại. Dạ. Phải không chú Hai? Dạ. Với lại ăn thường biết á. Dạ, với lại cái phần mà mình khi mà mình cạo dĩ nó cũng cứng, hồi nãy chú Hai có nói. Dạ. À cho nên là mình đi có kinh nghiệm ăn thì mình sẽ biết những cái chuyện này. Con nhìn em nè, thấy không? Dạ. Nè, thấy không? Dạ. Nếu con cạo dĩ là ăn cá cứng nhất liền. Cạo là lát nó cứng nhất liền. Ngon lắm. Thật ra nãy nhìn nó trắng trắng vậy thôi chứ con đụng vô nó đã sạch nhất rồi. Đúng rồi. Là luôn khỏe lên rồi, được ăn đó lên rồi. Giờ cái bếp là được ăn rồi đó. Được rồi, để bánh đi. Rồi, cái này là cá nướng mồi nha cả nhà. Còn phần ở dưới là cá nướng mỡ hành. Nướng mỡ hành thì nó sẽ bóng, còn nướng mồi thì nó sẽ khô vậy. Vậy con cá này là con cá bóng nha. Cá bóng đen. Cá bóng đen chứ không phải cá bóng dừa. Không, cá bóng đen vậy. Đặc biệt cá bóng này là để trong Nhật.
cá bóng kiên tụi con cá bóng đó. Dạ chú. Bây giờ con ăn cơm cá bóng này có mặn lắm không? Không còn chấm nữa. Dạ. Mà. Dạ. Theo như mấy em ngồi nhậu trong nhà, mấy em muốn gió thì em phải bắt cái quạt, còn dưới em gió thoải mái. Mấy em nhậu mấy em thấy được bình chơi liêu kêu không? Không, bây giờ mấy lạnh bắt đầu lên rồi đó. Nhưng mà hơi nước bốc lên cũng nghe mát. Dạ, chào mời anh em. Dạ, vô. Mời. Có luôn rồi hả? Rồi, vô mồi chứ. Quá ngon, vô mồi đi. Cậu Tư vô mồi đi cậu Tư. Rồi. Tự nhiên đi, cá nhiều lắm nha. Này nhậu mồi ngon không? Cá nướng này chấm bóng gừng. Không ăn đi tại. Hết thuốc. Đúng bài hả? Thứ gì chịu nổi hả cậu Tư? Con cá trạch lấu này nó sống sâu hơn con cá trạch kia không chú Hai? Cá trạch lấu là nó sống ở cấp ở ngã tư rồi không à? Dạ. Không có sống ở như con cá trạch cơm, cá trạch cơm mà sống nước cạn. Dạ. Sống đất bùn, còn cá trạch lấu là nó sống ở cấp ở như ngã tư, ngã ba. Có cũng như có cây, có đồ hay nước kẻ mạnh nó mới ở. Dòng nước chảy ha. À, dạ. Nước à, chú Hai, con cá trạch cơm tại sao cái mùa nào mà lại nó ở dưới đất mà lút cái mỏ lên thôi? Là nó thuộc gì, nó nằm cái dạng tháng 3. Tháng 3 tháng 4 tháng chuẩn bị nó đẻ nó mưa ha. Ờ tháng mưa. À, nó chỉ nằm cái sình nó lút cái mỏ lên à. Cái cơm mà cái bởi vì có những ghe cào cá trạch ngày xưa ha, là họ chào cào kiểu đó là dính hết à. Đúng rồi. Xưa nước cạn là mình xuống sông mình móc về là cái trạch nằm trên mé bờ nó nổi vô đâu là lúc móc móc là bắt được cái trạch luôn đó. Hồi xưa sông này có nè. Hồi xưa sông này có nè. Mà giờ chắc hết. Giờ đâu còn nữa. Bây giờ nó cái trạch lấu này là nghe nói người ta nói nó sống mấy cái bún đấy không à. Đúng rồi. Bún xây vòng. Dạ dạ dạ. Mấy cái bún phải không? Dạ. Sông nước xây nó sông nước chảy mạnh á. À chuyên gia. Chứ anh đặt mà như em đặt cái này là theo kinh nghiệm ha, là như mùa nước lên mà nước quá nổi ha là anh lên đồng ha, chứ anh đặt không có con cái chạch lấu mà chạch cơm không à. Còn mà anh nhảy xuống dưới sông rồi anh đặt là chạch lấu không, không có một con chạch cơm gặt đi. Vậy đó, là đó. Cái chạch này nó chịu ở dưới sâu sâu dưới nước chảy ở cái chạch cơm mình là nước cạn thì bằng lú mỏ vẫn lú mỏ bình thường. Dạ. Nước cạn vẫn dạ. Lú mỏ con chạch lấu nào giờ anh có thấy lú mỏ không? Đâu dễ biệt gì đời, đâu có thấy nó được. Sao không thấy? Dạ. Cái chạch nó có ở hang chạch lấu rồi nó ở hang giống cái chạch cơm mà không con chạch lấu này nó ở hang chứ ở hang y như cái chạch cơm ở hang nó ở theo mấy cái hẻm cây đồ nó nằm trong mấy cái đó vậy đó. Bây giờ mình đi xuống sông mình mò cái chạch lấu được không chú Hai? Không bắt giống như mò cá lô kiến vậy đó. Cá trắng rồi con mò được, cái chạch lấu đâu mò được. Yeah. Đúng rồi, đúng rồi. À, con cá chê trắng vẫn có đầu hang ha. Ờ, dạ. Cá chê trắng là làm hang dữ. Nhưng mà con cá vô không làm hang. Không. Dạ, thì đặc biệt nó vậy ha. Vô chứ này. Dạ. Vô. Vô nút, cũng mình thôi. Vậy mình nhậu lần này cái cũng xin mời chú Hai rồi chú Năm Đen rồi kiếm thím với vợ Đen ha, rồi ra ngoài tôi rồi mấy tôi làm lại món lòng tông cấp lông. Lòng tông cấp lông xong rồi có đồ chở vô ăn cá chạch lấu. Nói gì sao được. Nói gì sao được, mình thấy làm cái gì chứ chú Hai thì cá. Cá thì quá dư rồi. Quá dư cá gì cũng biết. Mình nhiệt tình mà mình đẩy đấy mà. Mình ra mình đâu có chạch lấu đâu, mình chỉ có lòng tông. Nói thì nói vậy ra là biết, ra biết. Thì mình nói vậy thôi. Tại vì mình chứ dù bất cứ cái gì cũng vậy anh ba, ví dụ như giờ ra tới ngoài anh, ví dụ một cục muối hay một trái me anh em nhậu vẫn ngon bình thường. Đúng rồi, quan trọng là chỗ tình nghĩa. Mình dân miền Tây là cái chỗ tình nghĩa nó quý nhất. Dạ. Ờ, đây là cá chạch nướng mọi nha. Cá chạch này nướng không có chét mỡ hành trên, hồi nãy thì có nướng cá mỡ hành rồi. Cái này là nguyên si. Ăn cơ nó ngọt cái nào. Thiên nhiên luôn ha. Ờ, thiên nhiên như vậy. Con sao nướng vậy? Không được, không được, không được. Khoan vô cái đi. Thôi mặn à. Vô. Đâu mà thưởng thức được. Cũng như vậy, món gừng vợ em nó đâm mới dập dập còn mới vậy đó, mình cập vô cái mình ăn cho nó cay cay á. À, nó ngon. Phải cập cái trái ớt luôn nó mới ngon. Được không hả cậu? Quá ngọt. Cậu so sánh giữa con cá mà nướng mỡ hành với lại con cá mà nướng mồi kiểu đó thì ăn như thế nào? Không, cá nói chung cá nào cũng là nướng nhưng mà cá kia chỉ có chét mỡ hành lên thôi. Nhưng mà mỡ hành nó thơm. Nó thơm con cá lên. À, như là hình như là nó mất cái nguyên chất của con cá à. Còn cá nướng này là nguyên si của nó. Dạ. Không có mỡ gì hết. Dạ. Thì chét mỡ hành lên thì nó thơm và nó béo ngon rồi đó. Dạ. Nhưng mà cái này ăn nó phải là ngọt. Ngọt ha. Nó không có mỡ hành. Rất ngọt. Dạ, dạ. Phải dạ, không? Cá nướng chui là nó ngọt. Cái này là cái dạng nguyên chất ha. Mình không có pha chế biến gì thêm. Dạ. Con cá không có tạo bước gia vị gì cho nên là nó giữ được cái độ ngọt thiên nhiên của nó. Đúng rồi. Thì con cá nãy cá nướng mỡ hành, chú Hai nướng nãy vẫn ngon. Dạ.
có mỡ vô nó có mùi thơm rất là ngon. Nói chung là mỗi con cách nướng đều có một cái ưu điểm riêng ha. Tại em nói cho nút này là cá nướng mỡ hành nãy là nút phía sau. Tại mình nướng ở ngoài á, tặng cho mấy người ngồi ở ngoài á, nó nghe người ta mùi thơm. Tạo cái mùi thơm để cho cái địa vị ở ngoài. Cảm thấy sâu luôn. Đã nãy giờ. Chỉ biết ngon thôi chứ mình không có nói lên lời gì nữa rồi. Cậu chính cười rồi. Cậu chính cười mày rồi. Chỉ biết ngon thôi phải không? Mà cũng phải để cho chú hai. Thôi có em có. Đó. Đây để cho đây dạ, khúc hả? Đây nè đây. Con tự nhiên lắm. Chợ con nguyên con luôn. Dạ. Con lắm mặn, quá mặn rồi. Vậy mà còn chấm nữa đó chứ. Chia chứ. Nhưng mà có anh xui thôi. Anh xui thôi. Anh xui em không ăn cá trạch. À, ngày xưa thì ghe cổ ghe ở dưới người ta đi nhiều. Dập nhiều luôn hả? Dập nhiều. Giờ xe người ta đi trên bờ nhiều, giờ dưới này mình nhậu thoải mái. Dạ, không, giờ chủ yếu của mình em à. Giống như em độc quyền luôn á. Nhậu dưới sông này nhậu trong nước rồi em thôi. Mua luôn mấy cái sông để chợ. Không, nếu như kiểu ngày xưa vậy là ngồi vậy đã dập vô ướt chân à. Không chịu nổi ướt chân. Ướt chịu gì nổi, nhất là mấy cái trẻ ha. Không, nhưng mà mình nhậu như mấy vô mấy sông nhỏ vậy ha, là mình nhậu nó không có ghe nó chạy chứ, người ra mấy cái sông bự á. Sông bằng băng nào ngoài ha. Còn anh, còn mấy cái chiếc như nó chở cát rồi nó chạy qua đồng nó dập vô nè, nó tạt nước ướt mình chứ hả? Mình nhậu nãy giờ cũng lâu quá mà đâu có thấy chiếc nào chạy ngang qua đây đâu. Phải không? Không, bây giờ cậu Út để ý nha, từ đây tới Tàn thì chỉ có lục bình trôi thôi. Đúng rồi. Mình nhậu nãy nước gầm, bây giờ là nước đứng lớn rồi đó, chạy vô đó, hồi nãy rồi chạy. Bây giờ anh Út biết với anh Ba cái bây giờ cho toàn bộ anh vận chuyển bằng xe không à. Bây giờ chỉ được xe nãy nhiều chứ xuồng ít có ai đi đó. Hồi xưa là đi chà lúa, còn đi xuồng, giờ đi chà lúa đi xe ông đa luôn đó. Bởi bây giờ đâu còn xuồng nữa. Mấy bà đón em mua cá ha, là thôi bây giờ ngồi trên bờ yêu cầu nghe tiếng máy chạy là lại là chắc ăn. Đúng rồi. Chỉ có nghe anh thôi chứ không có còn máy nào. Chỉ thấy nghe tiếng máy là mấy bà đi lại à, mấy bà đi lại mua. Rồi mấy bà bây giờ mấy bà đợi em mà đợi chạy không đó. Chú ăn cá chạch kho nghệ chưa? Cá chạch. Có cá chạch kho nghệ ăn rất là ngon luôn đó. Đúng rồi. Nó vừa trị bệnh luôn á. À, tốt cho dạ dày, tại nghề vậy á. Cái khoi kho nghệ á. Anh lựa cái chạch cơm hoặc chạch cái ha. Còn không một ngón tay hay ngón gửi tay ha. Rồi anh kho nghệ đi. À, cái mấy anh em mình kho nghệ cái mới còn sống nữa ha. Đừng cho là bạn nghe. Trời ơi, uống một ly rượu vô mình ăn miếng nghe nói thấy thèm. Mấy con nào khô có để có ăn hết à? Không có lâu cái này mà nướng như vậy là ăn ngọt chứ lắm á. Dạ. Cực kỳ ngọt. Thịt nó ngon lắm. Hồi nãy nướng lật nữa là nước nó còn chổng nó rút trong. Thấm vô. Là mình nướng cũng hơi có chiêu ha chú hai, là mình lật ngửa lên giống như chú Năm nãy chỉ Út Lưng đó. Chú Năm nói phải lật ngửa lên mới được. Phải lật ngửa mới được. Dạ. Mà lật ấp xuống thì nó gõ nước hả chân rồi đâu có ngon. Dạ, nhiều khi nó tắt than nữa, khói nó lên. Dạ. Lật ngửa là rất ngon. Dạ. Nướng này gọi là cái vỏ nó nằm riêng. À nó tách ra riêng rồi. Khô lại. Cái này cái con dày ha. Đó. Mình thì mỗi kiểu, mỗi người làm mỗi kiểu. Kiểu này phải ăn kiểu dày. Dày chấm dày ha. Mùi ớt nha, mùi ớt nha. Không, chấm mắm gừng luôn. Vậy hả? Ừ, vô ly ha. À đúng rồi, mắm gừng cũng ngon. Rồi không còn em chấm mùi ớt nha. Vô coi. Mùi ớt mặn không? Mặn không? Vô nè. Cậu Út với lại chú Hai mới vô rồi. Giờ còn mấy cậu cháu mình. Vô nè. Ừ. Mà Dương Ba luôn nha. Mềm mà ngọt. Rồi trong công lộn. Dương Ba đang lỡ tay. Bắt lộn. Cá lau kiến mà lột coi vậy uống cái ăn chấm ớt ăn thứ gì chưa nói. Đây rồi vô nè. Vô đây, để đấy cậu phải vô luôn. Chấm ớt cậu. Thấy rồi thịt chất lượng. Ngọt. Quá êm. Ngọt ha. Cá chạch. Nó có béo thiệt. Đúng rồi. Nhưng mà cái độ ngọt nó chưa chắc vượt qua con cá lau kiến này. Phải không? Này ăn thử thức. Này giờ anh ăn cái mai nữa không? Ăn thử cái mai nữa coi. Ngon. Vì tình cảm với trời. Béo mà nó ngon dữ dằn. Cái má hay cái mai? Cái má. Cái má chứ. Giống má. Như đôi má hồng của người phụ nữ má vậy má đó. Hồng người phụ nữ vậy. Gái mà có chồng về là đưa về cái má nghe. Chứ em không sao hoài. Câu tôm phải biết cầm xào. Quần em lỡ tụt, em phun má đào của em. Rồi dữ nữa. Ngày xưa nghe. Ngày xưa mấy ông con tôm giống lại mình nghe mình học lớn thôi. Ông này chọc ông kia. Dạ vậy là ông thường đọc cái câu vậy ha. Mình đọc bây giờ mình còn nhớ hoài luôn á. Dạ. Mấy ông con tôm cầm mấy xong này nè, tới chiều mấy ông uống nước trà chưa tới nước câu á.
cái ông này đặt câu thơ này câu thơ kia cái mình trên bờ mình nghe lén. nhớ tới giờ này luôn đó. Chú Năm hôm nay cảm thấy vui không chú Năm? Lâu lâu nhà mình mới có khách ha. Lâu lâu cũng có, dạ. Đặc biệt nhất có anh Út này là thấy cảm thấy hơi vui. Dạ, anh Út rồi, anh Tư rồi, em Chính nữa. Chứ anh thấy tôi anh không vui rồi. Là mấy con cá chạch này là nãy giờ chú Hai với cậu Út có ý kiến là cá chạch nướng rồi, héo héo rồi, đã chín rồi mình để vô cho nóng nóng ăn còn ngọt nữa phải không? Ngọt, dạ. Rất ngọt. Cái này là thêm một món mới nữa đó. Nó mềm lại luôn. Là cái này là mình tự thiết kế phải không cậu Út? Món mới lại nữa. À, do hồi nãy là mình để con mình chừa con cá chạch làm đậu nó ít quá có 4 con à. Đâu ngờ là nó ngon nó mềm vậy mà nấu với anh Ba biết nha là con cá chạch này nè ha như là con cá linh ha là khoảng nửa tháng nữa là bông nguyên điển này ha là bảo bao anh ha là mình ngồi dưới này nè là tự động mình tước về cái mình để vô dạ cặp mé xong luôn ha cây bông nguyên điển mé xong luôn dạ chơi cho mình chơi mình chơi hiện tại luôn còn mấy cậu cháu con trên bờ là phải đi vô vườn hái tại vì vườn cậu Chính có trồng ba cây bông điên điển cái này điên điển này là điên điển không có trồng mùa nước lũ ngọc mùa nước lũ dạ rồi cá linh mà non non thấy mình nhúng nhúng vô cái trồng cái đó là hết rồi thứ gì chịu nổi cậu Tư cái đó là phải uống rượu đế hả dạ, không phải cái đó là phải rượu đế à rượu đế à rượu đế à em cũng phải nấu gì với giờ bia em uống cũng không được nó nốt với anh bà tại cảm nhận là ăn đồ ăn không ngon ăn đồ ăn không được ngon lành chung dạ. với chú Hai dạ, dạ. Dạ. Vậy hôm nay cũng xin cảm ơn chú Hai, chú Năm dạ. Chú Đen với chú Hai là đã có lòng mời mấy anh em tới đây thì nói chung rất cảm ơn đã là bài bố cái mồi đặc sản này quá ngon thì mong sau thì có lời mời của anh Chí thì mời chú Hai chú Mai với cả nhà mình có dịp để ra ngoài mình thưởng thức lại những cái món của đặc sản trên bờ gà đi bộ đồ heo cũng quá vui sao mà cái tiệc nào bắt tay cái mới được bắt tay cái chứ 1, 2, 3 rồi xin chào cả nhà nha rồi chào cả nhà.